Kính thưa quý vị và chư quý đồng đạo kính mến, để liên tục chương trình đọc sắp giảng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Đến làng Nhân Nghĩa. Bài này Đức Thầy viết Nhân Nghĩa Cần Thơ tháng 6 năm Canh Thìn. Kính mời quý vị cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái từ mười tám tháng tư Canh Thìn lâu chữ thiền từ tới đây cho làng Nhân Nghĩa biết thầy đem truyền mối đạo tháng mấy chỉ chừng nay vậy thời dần chuyên luân ở trong cõi tạm đã từng đổi thay cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài được khi ắt lên thế gian ngày thảo đáp đền ngày sau sẽ được chân mình thơm thôi. Tục kêu là gạch xà nô dầm kinh ông bộ nghèo có khúc đường ngài thầy lìa cách quê hương về đây nương ngủ bởi thương dân lành phủi trần xóa bỏ lời danh quyết lòng lành tục tầm thanh mai chiều thở xưa thờ buổi tuân yêu thái bình thanh trì mến yêu khắc tình chợ đầu đồ tháng sanh linh bờ nay lội đạo kề kinh trần hình lo cho mình được đẹp tươi phụ phà nghĩa ca lại cười Phật tiên luật trời bao ấn nhãn tiền khắp trong thiên hạ đạo quyền từ nay ra đi để ơi lại một bài cho trong bốn đạo hôm mai rèn lòng băng trần tách dầm xa trong dân sanh gặp trần trời long hầu kề tới lui bùa thuốc bồng bề chân rời khỏi cửa ra dày hồi ơn thấy đời tu dối khuyên lân từ đây sửa lại gặp cơn thái bình
Phật trời đâu dùng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ơn. Nghênh ngang làm thiếu lấy thường, mẹ cha chẳng kể dối lường. Ngồi ngang ngày nay mới ơi đến Phật đàn, niềm một tiếng Phật đòi an bình liền. Chậm lành chê Phật ơi ngạo tiên, rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình. Dương trần phú trọng nghi bằng khinh, mạng lò bởi móc cầu vinh thân phàm. Biết sao đầy được tôi tham, không ngăn không đáy càng làm không kiên. Mỉa mai đến kẻ tu hiền, làm cho thoải chí mới yên giấc nồng. Gầm đời bùng và gai trong, nên còn khổ sở trời đông túng nghèo. Nhìn dân buộc thắt gan teo, gắn tầm gậy cũ mà leo qua bờ. Nếu không gặp cảnh bơ vơ, thuyền ghe chẳng có bến bờ cũng không. Một mây thấy được non bồng, cảnh tiên rực rỡ mây hồng tỏi đẹp tay. Lại tìm thấy chốn Phật đài, không già không bệnh chẳng ngày nào lo. Bây giờ lão lại thúc đò, đưa qua bên giác giống to tới nhà. Vậy mà còn ghét kể ca, không gây tình cảm để già nhọc khuyên. Thương đời ta phải chuân chuyên, bạc liêu xứ ấy ta liền đến nơi. Dạ từ bốn mươi đạo ít lời, dành câu nguyện dây chớ lời nghĩa thầy. Bất lòng thương nhớ từ đây, chẳng nên bệnh rình để thầy an tâm. Nhớ lời giải dỗ ca ngâm, Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn. Cuộc trần thầy tỏ thiệt hơn, mấy người bê trễ chậm chân tới tơ mơ tới thầy.
nghe theo lời chạy sao đây lánh bài cầu nguyện dài dài mà tu dài dân đầu tóc rối bù mà trong ba tánh hiểm thù chi ta kệ chân thầy mắt cứ đi xa hỏi thầm hương bộ vậy mà cách tu chân còn khi tỏ khi lưu cho nên phận lão diện vô đổi giờ càng đi càng biết nhiều nơi càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông người khùng chí lại cuồng ngông cớ sao thấy cuộc lão thông cũng kỳ xa tăng tầm đạo vô vi nhiệm màu thâm diệu năng chi lão bài cầm hương chấp lại hai tay đưa lên trên chán nguyện bài quy y nguyện rồi sáng xuống tức thì cắm hương rồi cùng đứng thì thần ngay đọc qua lời nguyện một bài lại luôn bốn lại tà rài tông giá đọc bàn tay lật cây ngựa dậy mà chớ đừng lật sắp vì thầy tay xanh đi xa thầy phải dặn rành bàn thông thiên cũng thiết hành như y bốn phương đều đọc vậy thầy cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời sớm chiều bình đẳng chớ lời thường hành như vậy nhớ lời đừng say có đau thèm thuốc bay bài tâm thành cầu nguyện ắt nay bình lành dây vàng xé nhỏ đành rành để trên bàn Phật chí thành uống ngay thanh thần phận ơi phát hồn bay ở đâu cùng đến đổ rài chúng sanh con rồng mới nở rút nanh mà trong ba tánh thất thanh hải hùng chừng nào thầy lại gia chung thì trong bốn đào bóng tùng phủ che chất dân còn tiếc lụa the chẳng làm phước thiện quả đến mình hết nhục rồi lại tới vinh nghe không thì cùng mặc tình thế gian
để cho dân sự luận bàn. Nếu tu thì phải chọn vàng lựa thau, cá to mà phải ở ao, muốn gà biển rồng phải nhào kiếm sông. Một mai vào được Tây Đông, khắp trong thế giới thọ lòng ước mơ. Nuôi tầm mắt được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng. Núi non gừng thầm cũng từng, bây giờ phiêu bạc ta mừng khắp nơi. Cho dân đều hiểu cuộc đời, thiên cơ để già lão thời yên thân. Đại đồng chuông đào bơn ngân, cho người tay tình, cho người tay ngủ tỉnh lần giấc mê. Biết lo sửa kiến trồng quê, thơm tho gia trụ danh đề tối tông. Bấy lâu để ông giữ ước mong, bấy lâu lòng nhận ước mong, cha con hội hiệp thầy lòng mới ngôi. Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lời danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dài truyền. Mai sau được gặp cõi tiên, vậy tình nguyện ước kỳ khỏi phiền lòng ta. Dạy lời để lại phiên ca, chỉ phong tách gót đường xa xứ người, cho buồn thầy lại tức cười. Đâu đâu ba tánh cùng người trời xanh, gần xa thầy chỉ đành rành, quyết tiện con lành đem lại Phật gia. Cáo từ làng xóm trẻ già, chúc cầu lạc nghiệp nhà nhà ấm no. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chị ba cái đi.